Chị Hương ơi, chị Hương ơi, chị Hương ơi, xong chưa, xong chưa, xong chưa, cho qua cái chị Hương ơi, xúc điều gì là tâm đắc của chương trình mà của chương trình đã tôi phải nói thật luôn là tôi cũng chẳng nói cái gì nó không thực, thì bản thân tôi là thực sự ra là đúng là mỗi cái format nó sẽ phù hợp với từng cá tính âm nhạc của từng người nghệ sĩ mà muốn tham gia. Chẳng hạn như là cá tính của tôi thì tôi thấy là X Factor rất là phù hợp, chứ The Voice chẳng hạn, giọng hát Việt, lý do tôi không nhận là bởi vì là tôi thấy rằng là phải tranh cướp, phải tranh đấu để có được thí sinh của mình, thì cái điều đó tôi biết là tôi sẽ làm không tốt được bằng các vị huấn luyện viên khác. Do nên là tôi nghĩ rằng là cái nào thì tôi có những cái lúc mà nếu mà tôi không tranh đấu được thì tôi sẽ đúng như chị Hương nói, sẽ phó mặc thật. Nhưng mà đấy là cái mà điều tôi muốn tâm sự với tất cả các anh chị là như vậy. Còn chính vì X Factor tôi thấy rằng là có cái việc là được chia sẻ, được nhận xét một cách rất là chuyên môn, theo cái hướng chuyên môn, chứ không phải là quá chú trọng tới cái tính giải trí của giám khảo, thì nó sẽ phù hợp hơn với tôi, với chị Thanh Lam. Tôi phải nói thẳng như vậy. Và nếu mà mọi người trông chờ một ban giám khảo mà đầy đủ tính giải trí, hay là phải có nhận kim cương để dụ học sinh, thí sinh, thì chúng tôi sẽ không làm cái điều đó. Mà chúng tôi sẽ thực sự là có cái cách riêng của chúng tôi để làm, để đưa ra cái xu hướng, khuynh hướng của chúng tôi là như vậy. Thì có thể là sẽ với cái tính giải trí so với số đông, thì nếu mà mọi người chờ đợi cái điều đó, thì chắc chắn là tôi nghĩ là sẽ có thể sẽ khác cái điều mà quý vị chờ đợi. Do vậy mà tôi cũng phải cảnh báo luôn trước quý vị là một chương trình mỗi người sẽ tự tìm niệm và tự tìm thấy cái tâm đắc của mình nếu mà trong cái cuộc thi.
Nếu mà quý vị mà cảm thấy rằng là một cái cuộc thi mà nó hướng tới cái tính nghệ thuật hơn, chuyên môn hơn, và để thực sự là sâu sát để tìm ra những cái thí sinh có chất lượng thực sự, có những cái giá trị thực sự cho đời sống âm nhạc, thì tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ cố gắng để làm hết cái điều mà chúng tôi có trong cuộc thi. Cái điều tâm đắc nhất của tôi là chương trình này sẽ rất là khác với lại các format khác, là có các cái các ban nhóm, và đây là một cái sân chơi rất là chuyên nghiệp cho các ban nhóm của toàn quốc tụ hợp, vì chúng tôi đã tìm ra rất là nhiều nhóm có các cái đa dạng về phong cách âm nhạc và rất là chuyên nghiệp. Thì đây là một cái điểm mà chúng tôi expector rất là khác so với các chương trình khác. Cảm ơn lời chia sẻ của các anh chị. Không biết còn câu hỏi nào khác không ạ? À vâng, xin mời. Em là Huyền Thương, em xin có câu hỏi dành cho giám khảo Hồ Quỳnh Hương ạ. Thì năm 2014 á, mọi người thấy được cái hình ảnh của chị khi mà ngồi ở ghế nóng rất là mạnh mẽ và quyết liệt trong từng cái nhận định hay nhận xét. Và đã có một thời gian mà chị gặp phải rất là nhiều áp lực và quyết định là sẽ, chị cũng chia sẻ trên báo chí là sẽ nghỉ và không tham gia X Factor nữa. Vậy thì tại sao năm nay chị lại đồng ý quay trở lại? Có phải là do cái sự thay đổi trong cái hình ảnh của các vị trí giám khảo, cũng như là năm nay sẽ là năm mà chị nghĩ là chị sẽ đánh dấu trở lại cái đường âm nhạc của mình một cách sôi nổi hơn? Thật ra thì năm mùa trước khi mà Hồ Quỳnh Hương tham gia vào nhân tố bí ẩn ấy, thì Hồ Quỳnh Hương có rất là nhiều cái cảm xúc. Như là các anh chị cũng biết là khi mà cái số đầu tiên Hồ Quỳnh Hương làm xong ấy, thì được khen tưng bừng, thì xong rồi cũng xúc động lắm. Xong đến cái số thứ hai phát lên một cái là như được khen tơi tả. Khen được tơi tả là bị mắng, là mắng tập thể, mắng lây lan ấy. Đấy, thế xong rồi cũng bị sốc quá mà không biết mình làm gì mà bị mắng kinh khủng thế. Lúc đấy thì thực ra là tại vì cũng vì mình nghỉ lâu ấy, nhiều khi cũng quên, bây giờ bản năng nó quên ấy, thế là cũng bị sốc. Thì lúc đấy nghĩ là chắc là chắc không tham gia được nữa. Thế nhưng mà cũng được mọi người động viên rất là nhiều, thế xong rồi mình lại làm, tiếp tục làm tiếp. Thì đến năm nay ấy, thì thực ra là Hồ Quỳnh Hương cũng không nghĩ là sẽ tham gia một chương trình truyền hình thực tế tiếp. Và có thể nói là Hồ Quỳnh Hương nhận lời vào phút 99. Thế là đến gần đến tận cuối cùng ấy, trước đấy thì là Hồ Quỳnh Hương vẫn cứ suy nghĩ và vẫn nói rằng là không có sắp xếp được. Nhưng mà sau đấy thì Hồ Quỳnh Hương đã quyết định nhận lời. Bởi vì thật sự ra là Hương nghĩ là Hương vẫn nhớ những cái cảm xúc của những cái bạn mà cái học sinh nhá, cái học sinh của mình, là mình cảm thấy là mình có ích cho các bạn ấy. Bởi vì sau khi cái mùa nhân tố bí ẩn đấy thì bản thân cũng có những cái bạn học sinh đã tiếp tục tìm đến Hương ở trong đội của Hương ấy, và Hương vẫn đang tiếp tục giúp đỡ các bạn. Có nghĩa là các bạn trẻ bây giờ rất là cần cái sự nhiệt huyết của các vị giám khảo ở trong nhân tố bí ẩn. Thế cho nên là tự nhiên, hay là cái duyên Hương cũng không biết nữa, vì thường Hương nói là Hương làm theo cảm xúc á. Tự nhiên cái lúc nào ấy muốn một cái là làm liền à, mà không muốn thì Hương làm. Tự nhiên cái lúc đấy đang ngồi trang điểm mà xong rồi không hiểu sao ấy, tự nhiên thôi làm. Tự nhiên muốn, cái trong người mình nó có một cái gì nó thúc giục ấy, nhưng mà muốn làm. Là tự nhiên tự động gọi điện nói là em làm. Mà thực ra là đã từ chối 3 lần mà xong tự xin lại em làm. Và sau đó thì Hồ Quỳnh Hương biết là giám khảo năm nay ngồi cùng Hồ Quỳnh Hương là chị Thanh Lam và Tùng Dương, thì cũng là đến cái giờ phút cuối cùng ấy, tức là cách cái hôm quay ấy mấy tiếng, bí mật đến như vậy ấy. Chương trình năm nay là không những là nhân tố bí ẩn thí sinh mà đến giám khảo cũng bí ẩn luôn. Hồ Quỳnh Hương không biết đến phút cuối cùng là trước cái mấy tiếng ngồi cũng biết là giám khảo năm nay là ngồi với chị Thanh Lam với cả Tùng Dương, thì Hồ Quỳnh Hương mới được biết luôn. Thì tôi nghĩ là năm nay cũng sẽ có những cái điều mới mẻ và cũng có nhiều điều mà Hồ Quỳnh Hương muốn khám phá ngay với chương trình, với bản thân mình,
bởi vì cũng phải thay đổi một hình ảnh mới. Năm trước mình có vẻ nghiêm khắc, nhưng năm nay thì mình gần gũi hơn. Nhưng mà đương nhiên thì chắc năm nay mọi người sẽ nói nó hướng tới cái vấn đề như là chuyên môn đó. Nhưng mà mình nói mà nói chuyên môn, nhưng mà làm sao mà mình vẫn cứ dễ dàng để cho các thí sinh hay là khi có tính giải trí một chút xíu và để cho mọi người dễ hiểu một chút xíu ấy, thì năm nay Hương cũng mà là giám khảo Thanh Lam với lại cả Tùng Dương chung ngồi rất là thú vị, vì Hương là nhân vật cũ mà trải qua một lần kia thì năm nay thấy thú vị, giải trí không phải thật sự giải trí lắm. Mọi người bảo là chị Lam với Tùng Dương không có tính giải trí, mà thực sự là có tính giải trí cao. 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 Tùng Dương coi như là đứng múa để tung vạt áo thì bất ngờ bung lụa. Nói chung là dễ thương, rất là dễ thương. Và bật mí cho quý vị một điều là cái này mình nói hậu trường cho chị Lam nhá. Là Hương với chị Lam có cái màn mà coi như là kịch tính á. Và bên trong á mình vẫn còn kịch tính luôn. Hai chị em coi như là xúc động như là.